tủ lạnh nội địa Nhật hàng VIP giá rẻ. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là một mẫu tủ lạnh nội địa Nhật mà rất nhiều khách hàng thích cái tính năng của nó. Các bạn hãy theo dõi hết clip này của tôi để xem cái mẫu tủ này có tính năng gì đặc biệt các bạn nhé. Clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một mẫu tủ lạnh đến từ thương hiệu Hitachi. Và như tôi nói thì đây sẽ là một mẫu tủ có tính năng rất đặc biệt mà rất nhiều khách hàng thích và muốn dùng mẫu tủ này. Tính năng đó là tính năng gì? Và đây là một mẫu tủ duy nhất trên thị trường nội địa của Nhật Có tính năng là đảo chiều, tính năng các ngăn đó. Chúng ta có thể chuyển đổi hoạt động tính năng của các ngăn với nhau Cụ thể là với cái tủ lạnh nội địa Nhật chúng ta thấy thiết kế phổ thông sẽ là 6 cánh, 5 ngăn à, Tính năng của các ngăn là ngăn trên cùng này sẽ là ngăn mát Để chúng ta để đồ ăn chín, nước uống và quả Hai ngăn dưới này sẽ là một ngăn đá rơi và một ngăn đông nhỏ hai ngăn đông hai ngăn to bên dưới này sẽ là một ngăn đông và một ngăn rau đúng không ạ? Thế nhưng mà đây là một mẫu tủ duy nhất hàng nội địa của Nhật. Chúng ta có thể chuyển đổi hoạt động của hai ngăn lớn ở bên dưới này. Chúng ta có thể chuyển hai ngăn này về hai ngăn đông hoặc là hai ngăn này về hai ngăn mát hoặc là hai ngăn này về hai ngăn rau. Đó rất là tuyệt vời để phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của chúng ta tại mỗi thời điểm khác nhau. Đấy là một cái tính năng rất là đặc biệt Chúng ta sẽ cùng đi review chuyên sâu một chút Để chúng ta xem nó còn tính năng gì hay hơn không các bạn nhé Ở bên ngoài chúng ta nhìn á Thì đây là một mẫu tủ Hitachi Được thiết kế mặt kính chịu lực Và thiết kế màu vàng xâm banh Là gam màu chủ đạo Đây là một gam màu Mà bán chạy nhất tại thị trường Nhật Và về Việt Nam Thì khách hàng cũng rất thích gam màu này Tại vì đây là một gam màu trung tính Nhìn nó rất là hài hòa, nhẹ nhàng và ấm áp rất dễ kết hợp với lại cái gam màu nội thất tủ bếp của chúng ta các bạn ạ rất đẹp đấy là chúng ta nhìn qua là như vậy còn chúng ta nhìn kỹ hơn vào trong cái bề mặt kính này thì chúng ta thấy nó có vân rất đẹp các bạn nhé đó và chỉ mẫu tủ này nó mới thiết kế cái vân như này thôi nhìn nó như là vân vải ấy. nhìn rất đẹp các bạn ạ nếu các bạn đến xem trực tiếp các bạn sẽ thấy khi mà nó thiết kế mà nó chi tiết như thế này thì chúng ta sẽ lâu chán cái gam màu này hơn Hitachi thường thường thì thiết kế các cái mẫu tủ khác thì nó rất là đơn điệu Nó chỉ là một màu đơn thuần thôi Nhưng đây là một mẫu tủ mà Hitachi họ làm rất là chi tiết Độ hoàn thiện cao Họ quan tâm và trau chuốt từng chi tiết rất nhỏ một Cho chúng ta một cái tủ có điểm hoàn thiện về thẩm mỹ rất là cao Thiết kế kính tràn viền Và nhìn nó rất là là hiện đại đúng không ạ Nó không nhiều chi tiết như mẫu tủ đời trước Chúng ta sẽ đi xem cái nội thất của nó nhé Mẫu tủ này thì có độ mới lên đến 99,9% các bạn ạ. Nghĩa là rất rất mới. Như tôi chia sẻ thì đây là một mẫu tủ có thiết kế mới hoàn toàn của Hitachi. Đây là một mẫu tủ được đánh giá là điểm thẩm mỹ cao nhất của thương hiệu Hitachi. Nghĩa là nó không chỉ đơn thuần là có tính năng công nghệ hay đó, mà nó lại còn có điểm thẩm mỹ cao nhất. Bình thường thì tủ Hitachi chỉ có những cái khay nhựa thôi thì ở mẫu tủ này chúng ta sẽ được trang bị tất cả là khay kính chịu lực toàn bộ. Đấy chúng ta nhìn đấy rất là sang trọng, khỏe khoắn và cứng cáp. Các cái chi tiết nhỏ ví dụ như là các cái khay đợt đây cũng được làm vân kim cương rất đẹp. Nó chỉ là những chi tiết nhỏ thôi, thế nhưng mà hãng họ cũng rất là để ý đến. Ở trên bảng điều khiển ở khu vực trong này thì chúng ta thấy Mẫu tủ này các bạn nhìn bảng điều khiển thì rất là nhiều chữ, nhiều nút Thế nhưng mà để sử dụng thì lại dễ hơn các cái mẫu tủ khác của Hitachi Nghĩa là chúng ta không cần biết chữ chúng ta vẫn có thể sử dụng được Đấy các bạn nhìn rất là dễ nhé Có mô hình tủ ở đây này ở mỗi nút đều có mô hình tủ nó bôi đen là ngăn nào nghĩa là là cái nút này điều chỉnh có cái ngăn đó ví dụ như là cái cái nút này là điều chỉnh ngăn đã rơi này các bạn nhìn này ngăn đã rơi ngăn bé, bé này đó. cái nút này là điều chỉnh cái ngăn đông to ở bên dưới à, ngăn, ngăn ngăn to ở bên dưới này nút này cũng là ngăn to ở bên dưới Đấy, nút này là ngăn mát này đây là điều chỉnh làm mạnh làm lạnh nhanh này cái công nghệ làm lạnh lạnh nhanh thì rất là hay nhá đó nó làm nguội đồ ăn rất là nhanh có nghĩa khi chúng ta có đồ ăn mà chúng ta mới cho vào cái kho mát này mà chúng ta muốn làm lạnh nhanh nhá thì chúng ta sẽ bật cái tính năng này lên đấy còn không thì chúng ta sẽ tắt nó đi có cái nút bên cạnh này để chuyển đổi hoạt, hoạt động của các ngăn nhé chuyển đổi đây có ba ba trạng thái này đấy trên này là ngăn mát đấy đây là ngăn rau còn đây là ngăn đông chúng ta giữ 3 giây đó để chuyển đổi hoạt động của các ngăn rất dễ sử dụng đúng không ạ rất là hay khoang trên này thì chúng ta sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả nhá. Mẫu tủ này thiết kế là 500 lít. Kích thước chiều ngang 65, chiều sâu 70 và chiều cao là 1m833. Dưới này sẽ là một ngăn đá rơi và một ngăn đông nhỏ. Chúng ta thấy có một sự khác biệt là ngăn đông nhỏ này được chia thành hai khoang. Đấy, có trang bị công nghệ cấp đông nhanh. Chúng ta cho đồ vào khay tôn này này, nó làm đông rất là nhanh. Đây là công nghệ mới mà tất cả các thương hiệu đều đang hướng đến. Khu vực dưới này, như tôi chia sẻ đó, thì hai khoang dưới này chúng ta có thể điều chỉnh Với một cái mẫu tủ thông thường Thì khoang đông này sẽ ở bên trên này Đó Và khoang rau sẽ ở bên dưới Đấy là một mẫu tủ thông thường Còn ở mẫu tủ Hitachi này Chúng ta có thể chuyển hết hai khoang này về đông Hoặc hai khoang này về mát Hoặc là một đông một mát Đấy là tùy nhu cầu sử dụng chúng ta Ví dụ như vào các dịp Tết mà nhu cầu dùng thịt nhiều Chúng ta có thể chuyển đổi cả hai khoang này về hai khoang đông Hoặc chúng ta mà có mang đồ ở quê lên thì chúng ta cũng có thể làm việc này ngoài ra nếu chúng ta muốn ăn rau nhiều chúng ta cũng có thể chuyển cả hai con này về hai con mát để chúng ta đựng rau rất là hay đúng không ạ một mẫu tủ mà hoàn hảo về công nghệ hoàn hảo về thẩm mỹ bây giờ chỉ còn vấn đề cuối cùng là giá thôi đúng không ạ mẫu tủ này thì hiện tại giờ đang được kho nhật bùi bán ra với giá là 37 triệu 500 nghìn thôi các bạn ạ quá là tuyệt vời với một mẫu tủ một siêu phẩm luôn các bạn ạ sẽ rất rất ít chúng ta bắt gặp những mẫu tủ như thế này để các bạn để ý theo dõi kênh youtube bùi huy nhật các bạn thấy rất ít khi chúng ta bắt gặp cái mô đen tủ mà có thể chuyển đổi hoạt động các ngăn như thế này nếu chúng ta đang có nhu cầu mua một con tủ đẹp một con tủ công nghệ thì chúng ta hãy nhanh tay để sở hữu mẫu tủ này các bạn nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau